Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay nó có mang mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 830, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng vành bánh là 27,5 inch, và bộ chuyển động của xe là được sử dụng là Shimano Atus với 9 tầng lip 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đến từ một cái thương hiệu mà cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam rồi, thương hiệu Gian T. Thương hiệu mà chắc chắn là những người mà chơi xe này hay những người mới tiếp cận xe đạp thì không thể không biết cái thương hiệu này rồi, cái thương hiệu quốc dân trong dòng xe đạp thể thao tại thị trường Việt Nam. Gian này thì đi rất là lành các bác nhé, và được sử dụng một cái công nghệ nhôm Alux, một cái công nghệ độc quyền của Gian, và giúp cho thương hiệu Gian này là nhà sản xuất xe đạp khung nhôm tốt nhất thế giới hiện nay bởi cái công nghệ Alux này các bác nhé. Khung xe là tông màu đỏ, nước sơn nguyên bản rất là đẹp, tông màu đỏ đen. Model của xe là ATX 830 các bác nhé, ATX 830. Do là xe đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước, xước dăm trên khung, không thể tránh khỏi. Là như chất lượng khung hay là tất cả mọi thứ chuyển động rồi ổ bi ổ trục là còn cực kỳ là ngoan các bác nhé. Đấy, sử dụng một cái bộ chuyển động của Shimano Atus với 9 tầng níp và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Để trước để sau full bộ Atus này. Vành bánh là 27,5 inch các bác nhé. Vành bánh 27,5 inch. Sử dụng quả lốp Maxxip. Đây. Bản lốp 1.95. Máy ưu này thì zin theo xe rồi. Máy ưu ra zin theo xe. Trên phần ghi đông này thì được sử dụng cũng tay bấm xả là Shimano Atus các bác nhé. Và cụm phanh dầu, phanh của xe là phanh dầu và đến từ thương hiệu Techo. Chiếc xe này thì nguyên zin hết luôn từ đầu đến cuối các bác nhé, zin hết 100%. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực và cũng là zin theo xe luôn. Đây. Bánh bánh trước thì 27,5 và máy ơi cũng đan như bánh sau. Hay là những cái sừng này cũng là nguyên zin luôn các bác nhé, có nhìn logo Gian này. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xem đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 52 cm, thì xe là size S các bác nhé, xe ghi khung này phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m59-60 đến 1m70 thì là phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atus 9 lít 3 đĩa 27 tốc độ, chuyển động thì cực kỳ là mượt các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình rất là mượt.
Xe thì đang có một cái giá bán rất là tốt, bên em chỉ có 7.600.000 bao ship toàn quốc, chứ cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.